Một tức là chẳng thiện, thân thì chẳng thanh tịnh cho nên chẳng thiện, phạm hạnh là thanh tịnh cho nên là thiện. Nếu nói phạm hạnh là thân, vậy phạm hạnh tức là chẳng thiện. Hai tức là phi pháp, thân thể có lúc làm những chuyện chẳng hợp pháp. Nếu phạm hạnh là thân, thì phạm hạnh cũng là phi pháp. Ba tức là hỗn đục, thân thể là vật hỗn đục bất tịnh, phạm hạnh là thanh tịnh, chẳng dơ. Cho nên nói thân chẳng phải là phạm hạnh cũng chẳng phải thân. 4 tức là hôi hám, thân thể là vật hôi hám, nếu phạm hạnh là thân thể thì phạm hạnh biến thành hôi hám. 5 tức là bất tịnh, thân thể là bất tịnh, chín lỗ thường chảy ra đồ bất tịnh, nếu phạm hạnh là thân thể, vậy phạm hạnh biến thành chẳng thanh tịnh. Chúng ta nên quán năm thứ bất tịnh. Trong đại trí độ luận có 5 bài kệ hình dung năm thứ bất tịnh. A. Kệ hạt giống bất tịnh. Thị thân trùng bất tịnh, phi dư diệu bảo vật, bất do bạch tịnh sinh, đàn tùng uế đạo xuất. Vì thân thể là do khi cha mẹ giao cấu thì có nhân duyên nghiệp, có quả báo thức mà đi thọ thai trở thành thân thể. Cho nên hạt giống là vật bất tịnh, chứ chẳng phải là báu vật tốt lành thành tựu, mà là do tinh cha huyết mẹ mà thành tựu. Nó chẳng phải từ nơi thanh tịnh sinh ra, mà là từ âm căn của người mẹ sinh ra, cho nên nói hạt giống chẳng thanh tịnh. B. Kệ chỗ ở bất tịnh. Thị thân vi uế xú, bất tùng hoa khai sinh, diệt bất tùng diêm bạc, hiệu bất xuất bảo sơn. Thân thể này là do máu thịt mà thành, vừa bẩn vừa hôi lại chẳng thanh tịnh. Thai nhi ở trong bụng mẹ, ở dưới sinh tạng, trên nhiệt tạng là nơi rất bẩn thỉu, chẳng phải từ hoa sen sinh ra, do đó hoa nở thấy Phật, tức chẳng phải từ hương diêm bạc sinh ra, cũng chẳng phải từ núi báu sinh ra, cho nên nói chỗ ở bất tịnh. C. Bài kệ thân thể bất tịnh. Địa thủy hòa phong chất, năng biến thành bất tịnh, khuynh hải lưu thử thân, bất năng khiến hương khiết. Thân thể này do đất nước gió lửa bốn đại vật chất hòa hợp mà thành, hay biến thành vật chẳng thành tịnh. Dù có dùng nước biển để tắm rửa thân thể hôi hám này, khiến cho nước biển khô cạn hết, cũng không thể rửa sạch được, khiến cho thơm tho thanh khiết. Đề bài kệ ngoại tướng bất tịnh. Trùng trùng bất tịnh vật, dùng mãn ư thân trung, thường lưu xuất bất chỉ, như lậu nan thạch vật. Trong thân thể có đủ thứ vật hồi bất tịnh đầy rẫy khắp thân thể, chín lỗ thường chảy ra vật bất tịnh không ngừng. Thân thể giống như cái túi có lỗ chứa đầy máu mủ các thứ luôn luôn chảy ra. E. Bài kệ cứu kính bất tịnh. Thẩm đế quán thử thân, tất quy ư tử xứ, nan ngự vô phản phục, bội ân như tiểu nhi. Phải suy ngẫm tỉ mỉ để quan sát thân thể này, nó tương lai nhất định sẽ chết, chẳng cách chi khống chế được nó không chết. Bất cứ chiếu cố thân thể như thế nào, đến lúc nó sẽ vòng ẩn bội nghĩa, sẽ bỏ đi, giống như trẻ con chẳng có cảm tình và đạo nghĩa. 6 tức là đáng nhàm. Thân thể là vật đáng nhàm chán, khiến cho người chẳng hoan hỉ. Nếu nói thần là phạm hạnh, thì đó chẳng phải phạm hạnh khiến cho người nhàm chán chăng? Chẳng phải phạm hạnh là khiến cho người hoan hỉ, cho nên nói thân thể chẳng phải là phạm hạnh. 7 tức là trái ngược. Thân thể luôn luôn làm ra việc trái ngược với tâm ý, giống như tâm chẳng muốn sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nhưng thân thể cứ muốn đi làm, chẳng nghe sự chỉ huy và chi phối của tâm, đây tức là hành vi trái ngược. Phạm hạnh chẳng phải như vậy, mà là thuận tình hợp lý đi làm việc, cho nên phạm hạnh tuyệt đối chẳng phải thân thể. 8 tức là tạp nhiễm. Vì thân là do bốn đại làm thành cho nên tạp nhiễm, song phạm hạnh chẳng phải tạp nhiễm, mà là thanh tịnh, cho nên thân thể chẳng phải là phạm hạnh. 9 tức là tử thi. Vì thân thể tương lai sẽ chết, tử thi là vật mà người chẳng hoan hỉ, còn phạm hạnh thì khiến cho người hoan hỉ, cho nên phạm hạnh chẳng phải là thân thể. Nếu như nói thần là phạm hạnh, vậy phạm hạnh chẳng phải là tử thi chăng? Chẳng phải, phạm hạnh là thanh tịnh. 10 tức là trùng tích tụ. Thân thể này là do nhiều vi trùng tích tụ lại với nhau mà thành. Thân người chúng ta là trùng lớn, ở trong thân thể có ngàn vạn ức trùng nhỏ tổ chức thành một đoàn thể cùng nhau sinh sống. Trong luận Đại Sa Ba có nói: trong thân người toàn là trùng tích tụ, đầu trùng ở trong ăn đổ con người ăn, đuôi trùng ở ngoài biện tác nhân phản. Chúng ta uống nước ăn cơm,
tức là trùng lớn thế trùng nhỏ làm việc. Ngàn vạn ức trùng nhỏ ngồi hưởng, chẳng phí sức lực, ăn xong rồi, rất là tiêu dao, rất là tự tại. Trong kinh Quán Phật Tam Muội Hà có nói, khi Phật thành đạo thì ma vương phái bà yêu nữ đến dưới cội bồ đề để phá đạo nghiệp của Phật. Bèn nói với Phật rằng, chúng tôi là mỹ nữ ở trên trời, nay hiến thân cho Ngài, hầu hạ Ngài, nguyện vì Ngài phục vụ những gì Ngài cần. Phật ngồi yên tĩnh tọa, chẳng nói gì, thân tâm chẳng động, mà phóng ra luồng hào quang trắng, chiếu soi ma nữ. Lúc đó bà còn ma nữ tự quán thân mình, hôi hám vô cùng, chín lỗ chảy ra những thứ dơ bẩn, thối tha, thấy trong bụng mình ruột già ruột non, sinh tạng, nhiệt tạng, thực vật chẳng tiêu hóa là sinh tạng, thực vật tiêu hóa là nhiệt tạng. Có rất nhiều trùng nhỏ du hí ở trong ruột già ruột non, du tới du lui rất tự tại. Bà con yêu nữ thấy như vậy rồi, bèn nhàm chán và bỏ đi. Nếu thần nghiệp là phạm hạnh, thì phạm hạnh tức là đi đứng nằm ngồi nhìn ngó phải trái, cọ duỗi cúi ngước. Nếu như nói nghiệp do thân làm là phạm hạnh, thì thân nghiệp, thì thân có nghiệp đi đứng nằm ngồi đương nhiên phạm hạnh, tức là đi đứng nằm ngồi, do phạm hạnh chẳng phải như thế. Thần có thể nhìn trái phải, xem trước ngó sau, duỗi ra co vào, nhìn lên cúi xuống. Những động tác đó đều là nghiệp thân tạo ra. Nếu thân nghiệp là phạm hạnh, thì phạm hạnh cũng là nhìn trái phải, co duỗi ngước cúi. Song phạm hạnh chẳng phải như thế, chẳng có động tác đó. Có thể thấy thân nghiệp chẳng phải là phạm hạnh. Nếu lời nói là phạm hạnh, thì phạm hạnh tức là âm thanh, gió thở, môi lưỡi, họng mép, nhả ra nuốt vào, đè nén buông ra, cao thấp trong đục. Nếu như nói lời nói là phạm hạnh, vậy thì phạm hạnh tức là lời nói gió thở, song phạm hạnh chẳng phải âm thanh cũng chẳng phải gió thở. Vì lời nói là dùng môi lưỡi, họng, mép, khí quản để phát ra lời nói, mà phạm hạnh chẳng phải tình hình như vậy. Lời nói có nhả ra nuốt vào, đè nén buông thả, song phạm hạnh chẳng phải như vậy. Lời nói có tiếng cao, có tiếng thấp, có âm thanh trong trẻo, có âm thanh hỗn độn, cho nên lời nói chẳng phải là phạm hạnh. Nếu lời nghiệp là phạm hạnh, thì phạm hạnh tức là thưa chào hỏi thăm, nói ban đầu, lược nói rộng, nói ví dụ, nói thẳng, nói khen, nói chê, nói an lập, nói tùy tục, nói hiển rõ. Nếu như nói nghiệp lời nói là phạm hạnh, vậy thì phạm hạnh tức là thưa chào hỏi thăm. Song phạm hạnh chẳng phải thưa chào hỏi thăm, cho nên nói nghiệp lời nói chẳng phải là phạm hạnh. Hoặc nói ban đầu lược, hoặc nói rộng, hoặc nói ví dụ, hoặc nói trực tiếp, hoặc nói khen ngợi, hoặc nói chê bai, hoặc nói an lập, hoặc nói tùy tục, hoặc nói hiển rõ. Những nghiệp lời nói này đều chẳng phải là phạm hạnh. Nếu nói nghiệp lời là phạm hạnh, thì những điều vừa nói đều biến thành phạm hạnh, song chẳng phải, cho nên nghiệp lời chẳng phải phạm hạnh. Nếu ý là phạm hạnh, thì phạm hạnh tức là giác, là quán, là phân biệt, là đủ thứ phân biệt, là nghĩ nhớ, là đủ thứ nghĩ nhớ, là suy ngẫm, là đủ thứ suy ngẫm, là huyễn thuật, là ngủ mộng. Nếu như nói ý là phạm hạnh, vậy thì phạm hạnh tức là giác, là quán xem. Dòng phạm hạnh chẳng có giác và quán xem, cho nên ý chẳng phải là phạm hạnh. Ý thức khéo phân biệt là đủ thứ phân biệt mà phạm hạnh chẳng có phân biệt. Ý thức có sự nghĩ nhớ quá khứ là nghĩ nhớ đủ thứ mà phạm hạnh chẳng có nghĩ nhớ. Ý thức là suy ngẫm đủ thứ mà phạm hạnh chẳng có suy ngẫm. Ý là huyễn thuật, ý là ngủ mộng mà phạm hạnh chẳng có huyễn thuật và ngủ mộng. Nếu nói ý là phạm hạnh, vậy thì những điều này chẳng phải đã biến thành phạm hạnh chăng? Dòng chẳng phải, cho nên phạm hạnh chẳng phải là ý. Nếu ý nghiệp là phạm hạnh, thì nên biết phạm hạnh tức là tư tưởng, nóng lạnh, đói khát, khổ, vui, lo, mừng. Nếu như nói nghiệp của ý tạo ra là phạm hạnh, thì phạm hạnh tức là tư tưởng, nóng lạnh, đói khát, khổ, vui, lo, mừng, song chẳng phải. Vì ý hay cảm giác được sự phân biệt tư tưởng, nóng lạnh, đói khát, khổ, vui, lo, mừng. Nếu nói ý nghiệp là phạm hạnh, vậy thì những điều này biến thành phạm hạnh chăng? Song chẳng phải. Nếu Phật là phạm hạnh, thì sắc là Phật chăng? Thọ là Phật chăng? Tưởng là Phật chăng? Hành là Phật chăng? Thức là Phật chăng? Tướng là Phật chăng? Tốt là Phật chăng? Thần thông là Phật chăng? Nghiệp hành là Phật chăng? Quả báo là Phật chăng? Nếu như nói Phật là phạm hạnh, vậy thì sắc uẩn là Phật chăng? Thọ uẩn là Phật chăng?
Tưởng uẩn là Phật chăng? Hành uẩn là Phật chăng? Năm uẩn này là hư vọng, đều là không, đều chẳng phải Phật. Vậy sắc thọ tưởng hành thức đều là không. Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, có phải là Phật chăng? Chẳng phải, vì Phật là vô tướng, cho nên chẳng phải là phạm hạnh. Có thần thông là Phật chăng? Có nghiệp hành là Phật chăng? Có quả báo là Phật chăng? Đều chẳng phải. Nếu nói Phật là phạm hạnh thì chẳng phải. Nếu pháp là phạm hạnh thì vắng lặng là pháp chăng? Niết bàn là pháp chăng? Không sinh là pháp chăng? Không khởi là pháp chăng? Không thể nói là pháp chăng? Không phân biệt là pháp chăng? Không chỗ hành là pháp chăng? Không hợp tập là pháp chăng? Không tùy thuận là pháp chăng? Không chỗ đắc là pháp chăng? Nếu như nói pháp là phạm hạnh, dòng pháp là vắng lặng chẳng động, cho nên pháp chẳng phải là phạm hạnh. Phạm hạnh là tu hành mà thành, pháp vốn là vắng lặng, niết bàn cũng là pháp. Tùy do tu hành mà đắc được niết bàn, sau niết bàn chẳng tu hành. Phạm hạnh là tu hành thanh tịnh mà thành phạm hạnh, cho nên niết bàn là pháp chứ chẳng phải phạm hạnh. Pháp là không sinh, tuy không sinh nhưng chẳng phải là phạm hạnh. Pháp là không sinh, chẳng có thể tánh. Phạm hạnh phải tu hành mới có được phạm hạnh thanh tịnh, không thể nói cũng là pháp. Tuy không thể nói nhưng chẳng phải là phạm hạnh. Không phân biệt cũng là pháp, tuy không phân biệt nhưng chẳng phải là phạm hạnh. Pháp tuy lìa phân biệt chẳng có chỗ hành, không chỗ hành cũng là pháp, nhưng chẳng phải là phạm hạnh. Không tập hợp cũng là pháp, vì pháp là vốn có, không cần hòa hợp mà thành, không cần tạo tác, song chẳng phải phạm hạnh. Pháp thì chẳng tùy thuận tất cả cảnh giới, cho nên không tùy thuận là pháp, nhưng chẳng phải là phạm hạnh. Pháp vốn không chỗ đắc, nhưng không chỗ đắc chẳng phải là phạm hạnh. Có nhiều lý do vừa nói ở trên chứng minh pháp chẳng phải là phạm hạnh. Nhận rằng pháp là phạm hạnh, đây là chẳng thành lập. Vì 84.000 pháp môn đều chẳng phải là phạm hạnh. Tại sao phải nói như vậy? Vì dạy bạn đừng chấp trước. Đừng chấp trước phạm hạnh. Có Phật, có Pháp, có Tăng, hành sở vô sự. Tu hành đừng có sự chấp trước. Nếu chẳng có sự chấp trước thì sẽ chứng được thật tướng. Do đó, chứng đắc thật tướng vô nhân pháp, diệt khử a tỳ chư nghiệp tội. Thật tu đến trình độ không ta, không người, không chúng sinh, không thọ mạng, thì người cũng không, pháp cũng không, tự tánh liễu liễu sẽ chứng được thật tướng lý thể. Tội nghiệp vô gián nhiều như số cát sông Hằng, bèn lập tức tiêu diệt. Nếu chẳng có chấp trước thì tất cả pháp hữu vi và pháp vô vi đều tồn tại. Phá được chấp trước thì tất cả đều không. Cảnh giới này như người uống nước nóng lạnh tự biết. Đây là chứng được thật tướng lý thể, đắc được thọ dụng chân chính. Pháp có 84.000 pháp môn, song môn nào cũng đều là số 1. Tại sao phải nói như vậy? Vì Phật đã từng nói, pháp thì bình đẳng, chẳng có cao thấp, gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp hợp cơ với ai thì là số 1, chẳng hợp với căn cơ thì phải chăng là số 2? Cũng chẳng phải. Chẳng hợp với căn cơ bạn nhưng hợp với căn cơ của tôi, chẳng hợp với căn cơ tôi mà hợp với căn cơ người khác. Bạn tôi và họ đều có căn cơ khác nhau. Hợp cơ là số 1, chẳng hợp cơ là bình đẳng, chẳng cao chẳng thấp, chẳng hơn chẳng kém. Tất nhiên như vậy thì mọi người đừng ở nơi pháp sinh ra phân biệt, tự tìm phiền não. Do đó phân biệt danh tướng chẳng biết nghỉ, vào biển đếm cát chỉ tự khốn. Phân biệt pháp này, phân biệt pháp kia, phân biệt tất cả danh tướng chẳng khi nào xong. Trong một đời phân biệt danh tướng cũng phân biệt chẳng rõ ràng. Giống như xuống đáy biển đếm từng hạt cát thử xem có bao nhiêu, vĩnh viễn cũng chẳng đếm được. Vậy phải làm thế nào? Phải chọn pháp môn tương ưng. Pháp môn nào mà mình hoan hỉ thì y theo pháp mà tu hành, tương lai sẽ có sở thành tựu. Nếu như nghiên cứu bộ kinh này là thật, bộ kinh kia là giả, nghiên cứu mấy mươi năm khi đến lúc chết vẫn chẳng biết được rõ ràng. Do đó cho nên phải lựa chọn một pháp môn chuyên tâm tu hành thì có thể sẽ thành tựu đạo nghiệp. Khi Phật còn ở đời thì có vị đệ tử ngu si nhất tên là Chu Lợi Bàn Đà Gia. Anh ta rất ngu si, bất cứ dạy anh ta pháp gì anh ta cũng đều quên. Phật thương xót anh ta, chỉ dạy anh ta một pháp, dạy anh ta niệm chổi quét hai chữ. Anh ta hàng ngày quét đất, trong miệng niệm chổi quét, niệm tới niệm lui, cuối cùng khai ngộ chứng quả A-la-hán. Khai ngộ như thế nào? Một ngày nọ anh ta đang quét đất, tâm nghĩ quét đi rác rến bên ngoài thì cũng phải quét đi rác rến trong tâm, tức cũng là bụi bặm tham sân si chẳng thanh tịnh.
Từ công án này nhìn lại thì pháp chẳng định pháp, hợp căn cơ là pháp hay. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói, pháp vốn chẳng đốn tiệm, mê ngộ có màu chậm. Pháp chẳng có phân biệt đốn, màu, chẳng có phân biệt tiệm, chậm, mê hoặc và khai ngộ, có sớm có muộn, do đây đủ thấy, pháp giống như chìa khóa dùng để mở ổ khóa. Nếu đã mở được ổ khóa rồi, thì chìa khóa nên buông bỏ. Nếu chẳng buông bỏ, tức là chấp trước. Do đó, qua sông rồi chẳng cần thuyền nữa, đã đến được bờ sông bên kia, thì không cần vác thuyền đi nữa, phải bỏ thuyền ở trên bờ, đây mới là tự tại, mới được giải thoát. Tu hành thì phải phá chấp trước, nếu vẫn còn chấp cái ta, chấp người, chấp pháp, thì chẳng được giải thoát. Nếu tăng là phạm hạnh, thì hướng dự lưu là tăng, quả dự lưu là tăng. Hướng nhất lai là tăng, quả nhất lai là tăng. Hướng bất hoàn là tăng, quả bất hoàn là tăng. Hướng A-la-hán là tăng, quả A-la-hán là tăng. Tam minh là tăng, độ thông là tăng. Nếu như nói tăng là phạm hạnh, vậy thì một hướng dự lưu là tăng chăng? Chẳng phải tăng, vì tăng phải có bốn vị trở lên mới gọi là tăng. Do đó chúng là tăng, vậy phạm hạnh chẳng phải là tăng. Dự lưu là sơ quả A-la-hán, tiếng Phạn là Tu Đà Hoàn, lại dịch là nhập lưu, nhập vào dòng pháp tánh thánh nhân, ngược dòng lục trần phàm phu, chẳng nhập vào sắc thình hương vị xúc pháp, chưa đoạn sạch tam giới kiến hoặc là hướng, tức là thú hướng nhân vị Tu Đà Hoàn. Kiến hoặc là gì? Tức là đối cảnh khởi tham ái, đối trước cảnh giới sinh khởi tâm tham và tâm ái. Tham tức là chiếm làm của mình, vì nhân mắt thấy sắc thì sinh tâm tham sắc trần, tai nghe tiếng thì sinh tâm tham thinh trần, mũi người hương thì sinh tâm tham hương trần, lưỡi nếm vị thì sinh tâm tham vị trần, thần xúc giác thì sinh tâm tham xúc trần, ý biết pháp thì sinh tâm tham pháp trần. Cảnh giới sáu căn đối với sáu trần bèn sinh ra tâm tham. Thấy vật nếu hoan hỷ thì sinh tâm ái, mắt thấy sắc thì ái sắc trần, tai nghe tiếng thì ái thinh trần, mũi người hương thì ái hương trần, lưỡi nếm vị thì ái vị trần, thần xúc giác thì ái xúc trần, ý biết pháp thì ái pháp trần. Đây gọi là kiến hoặc. Hai, quả dự lưu là tăng chăng? Chẳng phải, vậy phạm hạnh cũng chẳng phải là tăng. Dự lưu có thể nói là dự bị tham gia vào dòng thánh, có thể làm thánh nhân, đoạn sạch tam giới 88 sử kiến hoặc là quả dự lưu.